Alo. Ê, mình đi có làm không em? Dạ có chị. À, trời có tắm không? Dạ 20 phút nữa được không? được Rồi, được được. đợi chị cảm ơn đây. Nhưng mình đi gần quay được rồi đó. Em thấy hoài khó nghe. Cũng mỏi. Tầm tiếng bình thường, không đứng đâu, đi quen đứng thôi. Với lại Đứng thì nó đẹp hơn cái gì. di chuyển nhanh nhanh đi quen. Chập rồi hôm Mà em xưa. đi theo chị em dễ hơn, em đi theo ly ra em đi không kịp. Đi theo ly đâu là một ít chứ. Cái ly không, chị lo là qua bên chị lo là mấy mụn nó nhiều vậy, chị lo chị để trồn 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 á, chị chưa mang mấy được rồi. một ít là lấy ít là em di chuyển xuống nhiều á, Tìm chị mụn á. làm gì chị lo chị lấy được rồi. Rồi chị đứng chị ví dụ như cái trái là chị làm được cái trái cái chị xuống phía dưới chỗ cái này chị xuống mấy tầng lần đây nè, là em dễ đi theo. Đây là một ít á. Một ít chị chưa đi Chị lo hỏi một ít nhưng mà không một ít chưa chưa quay. quay á, muộn á. Chị đã hỏi hồi nãy hỏi gì lúc đó thì nó chưa qua được, ngồi với à khách chưa mình chơi hơn. chị đâu muộn gì với chị đang nói muộn gì với em còn nói gì. Đau ghê. Không phải bọn chị là một keo quán vậy toàn một keo không trời. Tha không đứa chứ đào đào. Đó là một cái đoạn. Đó là một cái đoạn.
Ai? Liền bi. Mà mẹ thì không cần, cần Hồng Phượng thôi. Sân này ăn bò bỏ vô cái bò vô cái thầm thì lại đủ mô tả.